Con kính chào ông bà Mười cùng gia đình cậu Mợ Nghĩa. Thì ngày hôm nay đó thì các anh bộ đội, các anh dân quân và bên đoàn cũng như là bà con cũng đã hẹn với nhau để mà sửa tiếp đoạn đường. Do hôm trước là không đủ kinh phí thì ông bà Mười cũng đã thương và hỗ trợ thêm một phần kinh phí nữa, con cũng đã bàn giao cho anh Nghĩa. Thì ngày hôm nay bắt đầu là sửa chữa, thì con cũng đã quay lại video clip nè và hình ảnh. Thì con kính mời ông bà Mười, gia đình cậu Mợ Nghĩa cùng theo chân con để nhìn ngắm lại quá trình đó nha. Trước khi làm thì con cũng đã đi khảo sát, cái đường thì nó cũng xuống cấp rất là nhiều, lỗ hang cũng nhiều luôn, rồi đường bị nghiêng, bị trơn trượt, những cái vết xe trầy như vậy nè là bà con bị trượt á, cũng có vài người bị té thương lắm đó ông bà Mười. Những cái lỗ to, lỗ nhỏ, lỗ vừa nè, thì ngày hôm nay được sự trợ duyên và yêu thương của ông bà Mười thì chắc chắn là những cái lỗ này sẽ được vá và những cái nơi mà bị lở đất như thế này cũng sẽ đắp lại luôn. Thì các anh công an nè, các anh chiến sĩ nè, rồi bên đoàn nè, rồi bên ấp nè, rồi bà con cùng chung tay ngày hôm nay nè, bắt đầu là trộn hồ, rồi bắt đầu là sửa đường, vá đường nha ông bà Mười. Thời tiết hôm nay thì rất là trong lành và có nắng nữa, rất là thuận tiện cho việc sửa chữa đường. Thì anh em trong đội và bà con cùng chia ra, người thì dọn dẹp như thế này, người thì trộn hồ, người thì đẩy những xe rùa hồ như thế này để đổ vào những cái lỗ mà bị hư hỏng á, để mà các anh cùng chia ra. Có anh thì bắt đầu khỏa lấp để mà làm cho cái con đường nó bằng phẳng. Thì sau khi mà làm được một buổi rồi á, thì cũng đã đến giờ trưa, thì anh em dùng cơm. Dùng cơm ở đây thì hôm nay thì có mắm kho rất là ngon và có gỏi gà trộn cho anh em dùng. Buổi chiều á, thì bắt đầu làm đoạn đường ở ngoài, những cái đoạn đường nghiêng bắt đầu sửa chữa cho nó bằng phẳng lại nè. Rồi những đoạn đường hố như thế này thì bà con cũng có ủng hộ để mà sửa chữa. Rồi những đoạn đường mà bị lở á, thì cũng bắt đầu là sang lắp lại cho bằng phẳng. Thì sau khi mà làm xong hết trơn rồi, và đây là thành quả nè ông bà Mười, cho một ngày vất vả của các anh em và bà con ở trong xóm, thì cũng đã sửa chữa đắp lại cái đoạn đường lở kế mé sông để cho bà con an tâm an toàn. Thì nói chung rất là cảm ơn các anh bộ đội, bà con, rồi các anh đoàn, các anh trưởng ấp đã chung tay để đã góp công để mà sửa chữa những đoạn đường này. Và cũng cảm ơn ông bà Mười rất nhiều vì đã giúp đỡ kinh phí để bà con có kinh phí sửa chữa đường. Thì sau đó thì anh Nghĩa trưởng ấp cũng có vài lời chia sẻ, con xin gửi đến ông bà Mười và gia đình cậu Mợ Nghĩa nha. Rồi, con cũng xin cảm ơn ông bà Mười với cậu Mợ Nghĩa. Thì đã rồi con làm đường đa thì cũng chưa xong mà cũng hết tiền. Thì Trung nó cũng có xin ông Mười bà Mười với cậu Mợ Nghĩa, rồi ông bà Mười cũng, cậu Nghĩa cũng đồng ý cho. Thì tụi con cũng làm xong rồi, con cũng xin đại diện ấp xin cảm ơn Mười Mười nhiều. Con xin cảm ơn Mười Mười, chúc ông Mười Mười với cậu Mợ Nghĩa nhiều sức khỏe, làm ăn phát đạt, để gặp tụi con dài dài nữa ông bà Mười. Con xin cảm ơn. Như vậy mọi sự đã hoàn tất, đại diện bà con và đại diện tất cả mọi người một lần nữa, con xin cảm ơn ông bà Mười, gia đình cậu Mợ Nghĩa. Kính chúc ông bà Mười và gia đình cậu Mợ Nghĩa có thật nhiều sức khỏe, bình an và gia đình lúc nào cũng vui vẻ, hạnh phúc. Con xin hết lòng cảm ơn.